Thank you.
để kiến thức tính thân cho quý cô mà mặc dài hôm nay thì ban tổ chức có tặng một cô là một bó hoa nương phi thế. Chị biết không, thì thiên ngại chị Hoa Hiển, chị Ngọc Hiểu, chị Kiếm Cúc, chị Xuân Phúc và chị Lê Dung. Thank you.